bình như ngày hôm nay. Các anh các chị đã ra đi trong mùa xuân của cuộc đời, để lại nỗi nhớ thương và những dự định còn dang dở. 11:15 chuyên mục kể chuyện chiến trường trong chương trình tiếp tiếp bài ca Miền Bắc sẽ kể với quý vị và các bạn câu chuyện về 10 nữ dân quân đã hy sinh tại trận địa pháo Lam Hạ, thành phố phủ Lý, tỉnh Hà Nam cách đây gần nửa thế kỷ. 19 giờ chương trình Nguyễn Thị Nhi giới thiệu tiểu phẩm Nhóm Nhạc Của Lít do Thùy Linh chuyển thể từ một chuyện cùng tên của tác giả Trần Bình Minh. Trong chương trình kể chuyện hát ru cho bé 21:30, chú Tự Long sẽ kể chuyện cổ tích Malaysia, tình bạn giữa chuột và mèo, và Lồng Hát sẽ giúp các bé bằng bài thơ Nắng của tác giả Đào Vị Thượng. Bài viết Thơ Trẻ Hà Nội cần lắm một chữ duyên, bày tỏ những suy nghĩ về diện mạo thơ ca của những người cầm bút trẻ hiện nay. So với thế hệ đi trước, họ đã tạo được bản sắc riêng biệt hay vẫn còn mờ nhạt bởi bị chi phối vì những lo cơm áo? Đó là điều không dễ tìm câu trả lời. Mời quý vị đón nghe bài viết này trong chương trình Tiếng Thơ lúc 22 giờ. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sớm mai. Chúc quý vị ngủ ngon. 2時の NHK ニュースです。原発事故に伴って発生した放射性物質を含む指定廃棄物の処分場の建設候補地となっている栃木県塩谷町の国有地で、昨日。